Khu vực vùng núi Bắc Bộ thì dự báo tiếp tục xuất hiện những trận mưa to cục bộ về đêm và đề phòng khả năng xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Cập nhật ngay trong đêm qua, sáng sớm nay ở Yên Bái thì đã có nơi mưa rất to tới 122 mm. Ngoài ra Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang thì cũng ghi nhận mưa to cục bộ từ 65 đến 82 mm. Dự báo chiều tối và đêm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30 mm có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vâng, à, vào ngày cuối tuần thế nhưng mà thời tiết ở khu vực Bắc Bộ sẽ khá là nóng bức và khó chịu đấy ạ. Như tại thủ đô Hà Nội thì dự báo là ngày hôm nay mức nhiệt cao nhất sẽ là 35 độ C, giữ tương đương với ngày hôm qua. Các thành phố như Việt Trì cũng nắng nóng 35 đến 36 độ C. Một số nơi khác nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ C. Thời gian nóng sẽ tập trung vào trưa và chiều nắng mạnh cũng là kiểu thời tiết chính ở miền Trung trong ngày hôm nay. Các thành phố từ Thanh Hóa xuống Phan Thiết nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ C. nắng nóng xảy ra cục bộ ở Đồng Hới, Đông Hà, Đà Nẵng, Tuy Hòa với mức nhiệt là 35 độ C. Lưu ý là về chiều tối thì một số nơi xuất hiện mưa rông nhiệt. Với Tây Nguyên dự báo có mưa rông rải rác vào chiều tối nay. Từ sáng đến chiều trời nắng. Các thành phố như Con tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt nhiệt độ sẽ không quá 31 độ C, trời mát xuống khu vực nam bộ thì dự báo trưa nay nhiều nơi ở cả miền đông và miền tây khá oi nóng. Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Biên Hòa, Cao lãnh, Vĩnh Long, Cần Thơ nhiệt độ nhiệt độ đều từ 33 đến 34 độ C. Sang chiều thì trời chuyển mưa rông, đề phòng có điểm mưa to cục bộ kèm theo rông xét.